Quý vị, ngày 30 tháng 3, tập đoàn Hoa Sen đã khánh thành dây chuyền sản xuất tôm số 4 công suất 120.000 tấn một năm tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Sự kiện này là một bước tiếp theo nhằm thực hiện mục tiêu sản lượng tiêu thụ đạt 1 triệu tấn và doanh thu 1 tỷ đô la trong từ 3 tới 5 năm tới của tập đoàn này. Dây chuyền sản xuất tôm số 4 sử dụng công nghệ NOF, công nghệ lô đốt làm sạch sẽ bề mặt tôm không oxy, vừa được tập đoàn Hoa Sen khánh thành thuộc loại tiên tiến nhất trên thế giới hiện nay. Công suất thiết kế của dây chuyền là khoảng 120.000 tấn một năm, với tổng vốn đầu tư trên 240 tỷ đồng. Được khởi công từ tháng 6 năm 2012 đến ngày 15 tháng 3 này, dây chuyền đã cho ra sản phẩm đầu tiên. Sau 9 tháng thi công lắp đặt, đại diện tập đoàn cho biết sau 15 ngày, dây chuyền số 4 này đã cho ra 7.300 tấn sản phẩm. Đây được coi là một bước tiến tiếp theo nhằm thực hiện mục tiêu sản lượng tiêu thụ đạt 1 triệu tấn, doanh thu 1 tỷ đô la và lợi nhuận sau thuế từ 500 đến 1.000 tỷ đồng trong 3 đến 5 năm tới của tập đoàn này. Nhân sự kiện này, tập đoàn Hoa Sen đã ký kết với công ty ArcelorMittal Thái Lan hợp đồng ủy quyền sử dụng thương hiệu tôm Hoa Sen tại Thái Lan. Bên cạnh đó, tập đoàn Hoa Sen cũng ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư xây dựng nhà máy tôm tại Thái Lan với hai đối tác là công ty ArcelorMittal và công ty BK Metalsheet. Hiện dự án này vẫn mới trong giai đoạn xin giấy phép và nếu được khởi công, đây sẽ là nhà máy sản xuất tôm đầu tiên của Việt Nam tại Thái Lan.